kính chào quý vị. Ly vừa đưa lên một cái clip nói về con mụ Dương Thu Hương, một con mụ chống cộng trở cờ và chống cộng mười mấy năm nay, phải đến gần 20 năm nay. Và đây là Ly mời quý vị nghe một cái clip của nó. Nó nói cách đây 5 năm và có 77.000 lượt xem. Thì nếu mà tính ra một cái clip chống cộng mà cách đây 5 năm mà có 77.000 lượt xem á, thì cũng không phải là nhiều. Đăng trên đàn chim Việt. Và mời quý vị nghe, sau đấy Ly sẽ đọc một cái bài nói về nó. Đại con mẹ này hiện nay đang chống cộng rất điên cuồng. Vừa rồi hai vợ chồng nó, cả nó cả thằng cha Mạc Văn Trang đến nhà con mẹ Cấn Thị Thêu, cả ba mẹ con Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương, cả ba mẹ con ở Dương Nội á quý vị, là chống cộng và làm sống bằng nghề chống cộng á quý vị. Là Ly thấy nó thì Ly thấy con mẹ Dương Thu Hương này với thằng cha Mạc Văn Trang chụp hình ở nhà Cấn Thị Thêu, cho nên là Ly phải tăng cường vạch mặt cái con mẹ này để cho nhiều người cùng lên tiếng. Mời quý vị coi một cái clip của nó cách đây 5 năm, có tên clip là Số Phận Của Những Kẻ Thống Trị Và Kẻ Bị Trị Phần 2. Quý vị cứ gõ lên Dương Thu Hương, quý vị sẽ thấy. Bây giờ mời quý vị nghe nha. Từ xưa đến nay vẫn dựa trên hai chân đứng. Một là người bị trị là được no ấm, được phủ phê, xã hội được phát triển. Và thứ hai là kẻ thống trị, còn giữ được chừng mực, giữ được đạo đức, lo đến quốc kế dân sinh. Còn khi mà triều đình đã lâm vào sự thối nát thì sớm hay muộn giặc giã và loạn lạc cũng nổi lên, và sớm hay muộn triều đình đó cũng phải sụp đổ. Nghe cái giọng nói hiện nay, tại sao chế độ cộng sản còn đứng vững? Là vì thứ nhất, kẻ bị trị quá hèn mọn, quá ngu dốt để có thể hiểu được quyền sống của mình, quá hèn mọn vì sợ mất tất cả những cái họ đương giữ. Nhưng mà họ lại không đủ trí thông minh để hiểu rằng là khi mà chế độ cầm quyền đã thối nát đến như thế này, một lúc nào đó thì tất cả những kẻ cầm quyền ấy sẽ ra đi và để lại một sự đổ nát toàn bộ trên đất nước. Hiện tượng này hoàn toàn giống hệt hiện tượng của các nước Trung Phi. Đó, quý vị nghe rõ, Ly sẽ đọc lại, Ly sẽ nói lại cái lời nó nói. Nó nói rằng hiện nay nó nói là hiện nay tại sao chế độ cộng sản còn đứng vững, là vì thứ nhất, kẻ bị trị quá hèn mọn. Tức là nó nói chế độ cộng sản là kẻ thống trị, còn lại gần 100 triệu người dân là kẻ bị trị. Và nó nói là tại sao chế độ cộng sản còn đứng vững được, là vì thứ nhất, kẻ bị trị quá hèn mọn. Tức là nó coi gần 100 triệu người dân trong nước là hèn mọn, quá ngu dốt để có thể hiểu được quyền sống của mình, quá hèn mọn vì họ sợ mất tất cả những gì họ đang giữ. Nhưng họ không đủ trí thông minh để hiểu khi mà chế độ cầm quyền đã thối nát đến như thế này thì đến một lúc nào đó tất cả những kẻ cầm quyền ấy sẽ ra đi và để lại một sự đổ nát như các nước Trung Phi. Đó là cái lời cái con mẹ Dương Thu Hương nó nói. Và nếu mà quý vị nghe nhiều á, tại vì Ly nghe nhiều cho nên Ly rất là cay, Ly rất là phải nói là Ly rất là bực mình thôi quý vị, rất là căm thù cái con mẹ này. Bây giờ mời quý vị nghe tiếp một cái clip này nhé. Ly muốn mời quý vị nghe tiếp một cái clip. Clip này thì cũng diễn ra lâu rồi. Đây là nói về clip này là cũng diễn ra lâu rồi, Ly coi lâu rồi. Là những người Mỹ họ có một cái mít, có một cái cuộc họp hay gì đó, mà có những cái người nhân viên người Mỹ nhé, họ lấy cái cờ ba que họ dục vào thùng rác, mà bọn con chiên cờ vàng hải ngoại la oai oái lên. Mời quý vị nghe cái đoạn này, sau Ly sẽ đọc tiếp cái phần về con mẹ Dương Thu Hương cho quý vị nghe nha. Chúng tôi xin xác nhận là các nhân viên bảo vệ không ngần ngại vất lá cờ Việt Nam Cộng Hòa vào sọt rác.
Chúng tôi xin minh định và một lần nữa gửi đến quý vị những hình ảnh đã xảy ra, không hề được ráp nối thêm bớt. Cô này cố dục cái cờ vô thùng rác này. Cô cầm lá cờ này, dục vô thùng rác này. Đó. Quý vị đừng đem cờ cho nó nữa, tức là đem cờ cho cái cô này mình đã cố dục. Lúc đó, chúng tôi đã không nghe được cô Michelle Phương Thảo đã nói gì, ngoại trừ tiếng một người dân đã thốt lên đằng sau ống kính. Quý vị đừng đưa cờ cho nó nữa, nó bỏ thùng rác kìa. Đó. Quý vị nghe ha, quý vị đừng có đưa cờ cho nó nữa, nó bỏ thùng rác kìa. Đó, tức là cờ của Việt Nam Cộng Hòa bị người Mỹ dục vào thùng rác nha quý vị. Và đây, mời quý vị nghe em. À, trước khi nghe thì Lê Ly muốn chia sẻ với quý vị một cái sự ấm áp mà Ly cảm nhận được. Đó là nhà nước ta đã đưa hết tất cả công dân của mình ở Ấn Độ về nước an toàn. Và điều đó làm cho Ly cảm thấy càng yêu quê hương đất nước hơn, càng tin tưởng vào cái chế độ hiện tại hơn. À, lần trước thì ở Vũ Hán, nhà nước ta đã không quản khó khăn tốn kém và nguy hiểm. À, những cái người lãnh đạo nhà nước ta cùng với các anh chị hàng không đã sang tận Vũ Hán đưa hàng trăm công dân người Việt mình về nước an toàn. Và những người bộ đội, những người chiến sĩ đã phải vào trong rừng ở để nhường chỗ ăn, chỗ ở cho những người từ Vũ Hán về đang trong thời gian cách ly. Và hôm nay thì lại những người công dân của mình ở Ấn Độ đã được nhà nước ta sang đón về hết, không còn ai hết. Để hiện nay quý vị biết rồi, một ngày á, người dân Ấn Độ chết hình như là trên 2.000 người. Đó, mà giờ công dân của mình đã được nhà nước ta đưa về hết. Đó là một cái chế độ mà lo cho dân cho nước như vậy. Thực tế bà con thấy, chứ không phải Ly cuồng đảng hay cuồng gì đâu. Nhưng mà nói ra để cho những ai còn mơ hồ, có những ai còn không biết thì hãy nhìn cho đúng chân tướng sự thật, đừng có để cái bọn chống phá đất nước nó dắt mũi rồi dẫn đến là tự chuyển biến, tự chuyển hóa, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Và đây, mời quý vị nghe tiếp hai cái bài viết mà Ly chia sẻ từ ở trên mạng. Một bài viết về con mẹ Kim Chi đăng trên câu lạc bộ Chính Khách. 30 tháng 4, kinh tởm những luận điệu phản bội của bà Nguyễn Kim Chi. Sắp đến ngày 30 tháng 4, ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Theo quy luật, các tổ chức cá nhân chống phá nhà nước Việt Nam lại tìm mọi thủ đoạn đưa ra nhiều luận điệu để xuyên tạc chiến thắng lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước cũng như ý nghĩa của ngày 30 tháng 4. Mùa 30 tháng 4 năm nay, trên trang mạng của tổ chức phản động khủng bố Việt Tân, ngoài việc tuyên truyền cho số ngụy quân ngụy quyền tuẫn tiết ngày 30 tháng 4 năm 75, Việt Tân có cho đăng bức thư của bà nghệ sĩ ưu tú Kim Chi viết về ngày 30 tháng 4, dù đã viết cách đây mấy năm với những luận điệu rất kinh tởm. Xuyên suốt trong bài viết của mình, bà Kim Chi cho rằng trước đây bà từng đi theo cách mạng, từng rất vui khi đến ngày 1 tháng 4. Tuy nhiên, giờ đây bà thấy cứ đến ngày 30 tháng 4 là cảm thấy đau đớn, là cảm thấy rất buồn, là niềm tin vào đảng, vào chế độ bị đổ vỡ. Chưa hết, bà còn bày tỏ mong muốn đất nước sớm có chế độ đa đảng, thể chế phải thay đổi. Nói thật, đọc hết bức thư của bà Kim Chi, tôi hình dung lên rất rõ một kẻ phản bội đáng ghê tởm. Bà đau đớn gì khi tới ngày 30 tháng 4? Chẳng lẽ cảnh đất nước thống nhất, cả dân tộc được hân hoan, vui sướng trong niềm vui hòa bình độc lập làm bà đau đớn hay sao? Bà đau đớn gì khi hơn 45 năm qua,
đất nước thay ra đổi thịt từng ngày, đời sống người dân được nâng cao rõ rệt. Bà buồn gì? Bà buồn cái gì nhân ngày 30 tháng 4? Hay bà buồn vì chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã bị đánh đổ? Hay bà muốn quay lại thiết lập chế độ đệ nhất đệ nhị Cộng Hòa đó, một chế độ tay sai bán nước đã bị toàn dân tộc đánh đổ? Non sông thống nhất, bà non sông thống nhất mà bà đau buồn, mà bà đau bà buồn ư? Vậy bà là loại người gì? Chẳng lẽ bà muốn đất nước mãi chia cắt, triệu người ly tán như Bắc Hàn, Nam Hàn hay sao? Chưa kể bà và gia đình bà ăn lộc chế độ này, hưởng không khí độc lập này mấy chục năm qua. Vậy mà giờ bà có thể thốt lên những điều kinh tởm như vậy sao? Đọc những dòng viết của bà, không khó để gọi tên ngay, bà là một kẻ phản bội đáng ghê tởm. Bà mong muốn một đất nước đa nguyên đa đảng, tức là đang mong muốn đánh mất sự ổn định và hòa bình này. Thế nên, thực sự bà đang đứng về đâu? Ắt hẳn không phải về phía nhân dân, mà đang đứng về phía bên kia. Thực sự cảm thấy rất thất vọng cho bà nghệ sĩ Kim Chi. À, bà nói nè, đã đến lúc tôi phải rời khỏi cái đội ngũ mà thế lực hắc ám ngự trị trong Đảng Cộng sản Việt Nam đang lạm dụng làm bình phong che chắn cho chế độ cơ hội vị kỳ tệ hại của họ. Và đây là một cái bài viết của bác Kiềng Ba Chân, viết về thằng cha Mạc Văn Trang, tức là bây giờ là chồng mới của Dương Thu Hương. Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, hai đứa này mới đến thăm mẹ con Cấn Thị Thêu á quý vị. Là một người con của Thành Đông, Hải Dương, mảnh đất Văn Hiến, ông lại được mang dòng họ Mạc danh giá của Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi, người đã từng dùng lời lẽ trong sáng qua bài phú Ngọc Tỉnh Liên để thay đổi nhận thức của cả một triều đại. Tổ tiên ông hiền liệt là thế, vậy mà con cháu như ông lại khuyết tật cả về trí tuệ và lương tâm. Ông đã trang điểm cho mình học hàm học vị đủ cả, nhưng có thể thấy ông không có được lương tâm trí tuệ của một người có học vấn thấp, chứ chưa nói đến cốt cách của một bậc sĩ phu. Ông cổ súy cho nhóm tội phạm ở Đông Tâm. Khi phiên tòa phúc thẩm chuẩn bị diễn ra, ông đã viết những lời lẽ ngụy biện, rồi còn kêu gọi ủng hộ cho chúng. Tội ác của chúng có thể nói trời không dung, đất không tha. Vậy mà ông vẫn còn đưa ra ý kiến này, không thực nghiệm hiện trường, không có quyền kết án. Thằng cha Mạc Văn Trang nói là nếu không thực nghiệm hiện trường thì không có quyền kết án. Thử hỏi khái niệm thực nghiệm hiện trường như ông nói là gì? Xin thưa với ông rằng trong khoa học pháp lý chỉ có khái niệm thực nghiệm điều tra thôi, mà thực nghiệm điều tra cũng không phải là quy trình bắt buộc đối với một vụ án. Một điều táng tận lương tâm hơn, khi ông đưa ra phương án là lấy ba con heo chết để thực nghiệm điều tra, ông thử đặt mình vào vị trí người cha của những chiến sĩ công an kia thì ông sẽ đau lòng như thế nào? Ba người họ đã chết một lần rồi, ông định giết thêm họ một lần nữa hay sao? Thân nhân họ đã phải trải qua tận cùng của nỗi đau, nay ông muốn họ đau thêm đến mức nào nữa? Lương tâm ông bị khuyết tật đến tàn phế mất rồi, ông Trang ạ. Xem Facebook của ông, thấy có nhiều bạn bè là đám vô sĩ, trở cờ, lưu manh, giả danh trí thức, mới thấy câu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã là quá đúng. Đó là nói về cha Mạc Văn Trang đó quý vị. Và hai Mạc Văn Trang và Dương Thu Hương bây giờ là vợ chồng, và chúng nó có một bài ở trên BBC đăng về cái cuộc tình và nói về chuyện tình của hai đứa này. Cho nên Ly muốn vạch mặt để cho người dân không, bởi vì hiện nay những cái nọc độc của bọn này nó phun ra khắp nơi trên thế giới, từ Pháp, từ Mỹ, từ Anh, từ Úc,
Và như hồi nãy Ly có nói với quý vị, một cái clip của nó từ cách đây 5 năm có 77.000 lượt xem. Thì Ly rất là Ly không muốn để, nhất là để những người mà còn không có ít khi lên mạng để nghe những cái lời này của nó và bị tự chuyển biến, tự diễn biến, tự chuyển hóa đó. Cho nên chúng ta phải thấy rõ bộ mặt thật của những kẻ gọi là táng tận lương tâm chỉ vì vài cái đồng tiền của hải ngoại mà nói bất chấp sự thật, bất chấp lương chi tri, bất chấp cái sự phẫn nộ của người dân. Khi nó lên nó nói như vậy thì quý vị biết không, các cái thế lực ở phản động bên ngoài nó lấy tài liệu của con này để nó buộc Việt Nam vào những cái tội như là không có tự do, để độc tài, để độc đảng, để độc rồi không có tự do, để vi phạm nhân quyền vân vân. Cho nên là chúng ta phải lớn tiếng, ai có phương tiện gì thì là dùng phương tiện đấy, có kênh YouTube, có Facebook thì hãy vào Facebook, vào clip, vào YouTube, để vào Google để mà phản ánh, những phản đối, lên án những cái con người bán rẻ tổ quốc, bán rẻ nhân cách, bán rẻ lương tâm như vậy, để làm cho đất nước trở nên loạn lạc, làm cho đất nước khó khăn trong việc phát triển mọi mặt. Ly mong như vậy, mong quý vị hãy chung tay cùng với mọi người dẹp tan những cái kẻ gọi là Lê Chúa Thống thời hiện đại nha thưa quý vị. Ly cảm ơn quý vị.